Hello anh em, chào mừng anh em đến như quay trở lại kênh của mình là Khương Kyler. Tiếp theo với cái sơ ghi về sinh tồn xếp hạng nha anh em ơi. Vẫn là cái combo quen thuộc Aegis cũng như là M60. Tại vì mình cũng chưa có nghĩ ra cái combo nào khác để gửi đến anh em. Anh em có ý tưởng gì thì để lại dưới phần bình luận nha. Trận này thì vẫn cháy như mọi khi thôi. Trước khi vào video thì anh em nhớ kéo xuống cho mình xin một like nha. Trên đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình, một chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, bây giờ thì chiến thôi. A few moments later. Con mẹ nó kìa. Kỳ lạ gì vậy? Gì vậy? Con bọn ở chỗ này không biết được ai chứ. A few minutes later. Ở đâu ngoài này có thằng không? Không biết là kiện từ rồi. Yeah. Sao à, tâm sự thế nào mà mất tiêu luôn rồi? Không có người đi xe. Ê, nó giết tích tiền này. Nó không bắn được em. Nó không bắn được mà, sao lại cũng. Bây giờ hiện tại nó không bắn được, anh em áp chế qua lực. 90 máu rồi. Cũng gan dữ lắm rồi ta. Mòn mà. Má không có súng tập thần ở dân trai. Ba thằng trên đó luôn nha. Tệ luôn á. Khu máu luôn nè. Trời ơi, chính xác ta chi chạy trời. Dịch. Thôi chạy mình chính xác ta. Mình chính xác ta. Ừ. Ta tới đâu mày, ta chính xác mình giết được cả team. 100 kill. Dominating. Còn đó, còn đó, còn đó. Chắc mình nó chạy còn kìa, còn kìa. Đây nè, nhà mới đây, nhà dưới em là con thằng mới xuống nè. Xong. Đây này cho em hai thằng này, cho em hai thằng như đây. Thấy rồi. Một. Killing spree. Lỗi.
Assassin là từ nhưng còn thằng sau lưng anh tư trước mặt killing spree. Chạy chạy đi đâu? Mày biết em không? Em gì? Em M60 á. Đây 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 đây. Xem kim này chẳng một chột. Đây. Lắm tiền. Team wipe out. Ngưng.